Cách làm mazone tại nhà. Về nguyên liệu chúng ta chuẩn bị đó là trứng gà ta, nước cốt chanh, sữa đặc, muối và một trong những nguyên liệu không thể thiếu được đó chính là dầu ăn. Ở đây cô sử dụng là một quả trứng gà, một lòng đỏ trứng gà sẽ sử dụng với khoảng 80 ml dầu ăn. Cách tiến hành làm sốt như sau. Chúng ta sẽ tiến hành tách lòng đỏ và lòng trắng trứng gà vào, chúng ta chỉ sử dụng đó là lòng đỏ trứng gà. Sau khi chúng ta tách được lòng đỏ và lòng trắng trứng riêng thì chúng ta sẽ cho vào một cái cốc để chúng ta sẽ tiến hành đánh trứng. Về đánh trứng chúng ta có thể sử dụng que đánh trứng. Còn nếu như nhà bạn nào không có que đánh trứng, chúng ta có thể sử dụng thìa để đánh trứng. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành cái đánh trứng. Sẽ rót từ từ dầu ăn vào trứng. Và cứ đánh như thế cho đến khi hỗn hợp sánh mịn. Chúng ta cho từ từ cho đến khi hết lượng dầu ăn mà chúng ta đã đựng sẵn thì sẽ được một hỗn hợp rất là sánh mịn như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cho nước cốt chanh. Sau đó chúng ta sẽ cho một ít sữa. Ở đây là sữa đặc ạ. Cuối cùng chúng ta sẽ cho một chút muối. Đây là sản phẩm sau khi chúng ta đã tạo hỗn hợp mazone.
Chúc các em thành công.